Đánh vào tâm lý tài xế, dân nhậu sợ bị phạt khi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Gần đây trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thuốc được quảng cáo là đánh bay nồng độ cồn. Thậm chí cư dân mạng còn truyền tay nhau mẹo uống thuốc tránh thai khẩn cấp để giải rượu bia. Những ngày qua, thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng và kẹo được quảng cáo giúp đánh bay nồng độ cồn, giải rượu bia thần tốc và xả nhanh cồn, hỗ trợ giảm nhanh cơn say. Thậm chí còn truyền tay nhau thuốc tránh thai khẩn cấp nói riêng hay một số loại thuốc nội tiết nói chung có khả năng chuyển hóa rượu và đánh bay nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, bản chất thuốc tránh thai để ngăn trứng không dụng. Thuốc tránh thai sẽ cấp một lượng lớn nội tiết tố progesterone, nội tiết nữ. Do vậy, nếu đàn ông lạm dụng thuốc tránh thai, tức là sẽ bổ sung hormone nữ vào cơ thể cũng không tốt. Khi mà các bạn sử dụng cái thuốc tránh thai, đây là cái hormone nội tiết của nữ, estrogen, progesterone, vân vân. Thì khi mà các bạn sử dụng nó như vậy thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ testosterone, hormone nam đi. Và đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là mệt mỏi này, rồi stress này, rồi đôi khi là ngay cả cái tinh trùng nó cũng bị giảm đi và dẫn đến cái tình trạng có thể bị vô sinh về sau này. Đấy, nó sẽ rất nhiều những cái hệ lụy ở đằng sau. Cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc và những cái thông tin nó phải chính thống. Một vấn đề đặt ra là các thuốc nội tiết tố đường uống sẽ được chuyển hóa qua gan. Do đó, khi đã sử dụng rượu bia, vốn dĩ gan đã phải làm việc rất vất vả để chuyển hóa ethanol, lại phải gánh thêm công việc chuyển hóa progesterone. Điều này tiêm ẩn nguy cơ gan quá tải. Gan thận nó đã phải giải rượu rồi, bây giờ lại còn bắt thêm nó phải giải được cái gì các hoạt chất ở trong thuốc nữa, như vậy do lại hại gấp 2 lần lên. Thì như thế mình nghĩ đây là một cái quan điểm nó hoàn toàn nó không tốt cho kể cả sức khỏe của các bạn. Quan điểm của tôi là đã uống rồi thì chúng ta nên nghỉ ngơi và tại nhà, hoặc là chúng ta nên đi phương tiện taxi để về nhà nghỉ ngơi, hoặc là về lơi nghỉ ngơi cho chúng ta, rồi dùng những cái nước uống mát cho giải cho nó mát cơ thể thôi. Chứ tôi cũng không khuyến cáo các mọi người là dùng thuốc tránh thai hay là dùng bất cứ cái nước gì khác để giải rượu cả. Các bác sĩ cũng cảnh cáo thêm, rượu làm giảm lượng glucose trong máu, dẫn đến chóng mặt ở người say. Uống rượu, bia khi chúng ta mệt mỏi, mất nước nên càng nôn nao, đau đầu. Uống thuốc tránh thai vào thời điểm này có thể gây ngộ độc, nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không truyền tay nhau hoặc áp dụng các mẹo giải rượu không rõ nguồn gốc gây hại cho sức khỏe. Thưa quý vị, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm nay của trường Marie Curie Hà Nội, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 2, trường phát hồ sơ tuyển sinh. Nhưng từ chiều tối qua 24 tháng 2, hàng trăm phụ huynh đã chen chân thức trắng đêm xếp hàng để lấy phiếu đăng ký vào lớp 1 cho con. Xin được nhấn mạnh đây chỉ là phiếu đăng ký vào lớp 1. Còn để trở thành học sinh của trường thì những em may mắn được nhận phiếu sẽ còn một buổi trải nghiệm tại trường nữa để kiểm tra đánh giá. Hiện tượng phụ huynh xếp hàng trong đêm mua hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường này đã diễn ra nhiều năm qua. Từ 3 giờ chiều, hàng dài phụ huynh đã xếp hàng để lấy phiếu đăng ký vào lớp 1 cho con với tâm lý sợ hết. Đến hơn 9 giờ tối, đã có tới hàng trăm phụ huynh xếp hàng chờ. Bây giờ là hơn 9 giờ tối, thì đã có đến vài 300 người rồi. Thì có thể đến 0 giờ 5 phút, chúng tôi sẽ mở cửa văn phòng và phát hành hồ sơ và tổ chức cho phụ huynh đăng ký cho con vào lớp 1. Kiểu này thì có thể khoảng 2-3 giờ sáng là xong tất. Dù đêm khuya lạnh, phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt mua hồ sơ cho con. Có 360 hồ sơ được phát ra và chỉ có 180 em được nhận vào học lớp 1 tại trường Marie Curie. Tôi bắt đầu đến đây từ khoảng 8 giờ và lúc đấy thì phụ huynh đã xếp hàng rất là nhiều rồi và số thứ tự đã khoảng 100 rồi. Và sau khoảng 30 phút xếp hàng thì số thứ tự là khoảng 190 mấy. Mang một cái ghế với cả nước và đồ ăn. Để sẵn sàng cuộc chiến cả đêm dành suất học cho con. Online với không online thì online nó cũng có cái phức tạp của online, rồi nó cũng nghẽn mạng, rồi thế nọ thế kia, rồi chắc gì đã người ta đã tin cậy cái online ấy là công bằng. Thế thì thôi thì cứ theo truyền thống, bà con đến đây gặp nhau một chút vui vẻ, chịu khó
đăng ký cho con đêm nay. Bởi vì là số lượng người ở đây chờ rất là đông, cho nên khi có phiếu tôi thấy rất là hạnh phúc, bởi vì con tôi có thể là được vào đây để học tập. Tôi cũng mong là con tôi thi được vào đây. Những phụ huynh như anh Trường may mắn giành được tấm vé ngày hôm nay. Đến ngày 2 tháng 4 tới đây, có thể cho con dự một ngày trải nghiệm tại trường để tuyển vào lớp 1 cơ sở Mỹ Đình, tương tự ở cơ sở Kiến Hưng vào ngày 16 tháng 4. Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 152 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 86 tỷ đồng. Các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài như chi nhánh 2 công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng nợ 8 tỷ đồng. Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng nợ 6 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Empire Hospitality nợ trên 6 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí nội thất quảng cáo Sài Gòn DAD nợ gần 5 tỷ. Nhiều đơn vị nợ vài trăm triệu đồng nhưng kéo dài, dẫn đến tình trạng nhiều người lao động không được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đã phối hợp với các sở ngành triển khai các giải pháp, ký quy chế phối hợp với công an thành phố triển khai công tác thu hồi nợ. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Dữ liệu dân cư là nguồn tài nguyên quý của quốc gia, cần biến nguồn tài nguyên này thành động lực, nguồn lực cho sự phát triển trong kỷ nguyên số. Đây là yêu cầu mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số diễn ra ngày hôm nay. Trong 2 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và triển khai đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh, đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tăng trên 23 triệu so với cuối năm 2022. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu với 13 bộ ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước, tăng 1 bộ ngành và 27 địa phương so với cuối năm 2022. Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn cho rằng chưa có nhiều bộ ngành địa phương, doanh nghiệp được coi là kiểu mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, chưa xác định đúng vị trí, vai trò, giá trị mà chuyển đổi số mang lại. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Chuyển đổi số là xu hướng, phong trào, không thể đảo ngược, có tính toàn cầu, cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Tư duy là đi tắt đón đầu, đi trước về trước, rồi phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến. Về dữ liệu dân cư là nguồn tài nguyên quý của quốc gia. Thế thì từ cái nguồn tài nguyên quý này thì chúng ta phải thể chế hóa thế nào, cụ thể hóa thế nào trong cái chương trình hành động của chúng ta để biến cái nguồn tài nguyên này thành cái động lực, thành cái nguồn lực cho sự phát triển trong cái kỷ nguyên số này. Thủ tướng cũng yêu cầu thời gian tới hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.